Shin Megami Tensei là một series game nhập vai nổi tiếng của Atlus. Nó nổi tiếng bởi bối cảnh thú vị, pha trộn giữa yếu tố giả tưởng thực tại và các yếu tố tâm linh như quỷ, thần thánh. Trong Megami Tensei, bạn có thể trở thành một thám tử với năng lực triệu hồi quỷ, hoặc cũng có thể là những binh sĩ có khả năng biến hình thành quỷ và chiến đấu với quỷ dữ. Trải qua nhiều thời kỳ, series game này đã sở hữu cho mình rất nhiều phần game cùng các hộ bản cũng như spin-off. Thế nhưng, nhánh spin-off có lẽ phổ biến và được nhiều người biết đến nhất của Shin Megami Tensei chính là series Persona. Và hôm nay, nhân sự kiện Atlus chuẩn bị kỷ niệm 25 năm series Persona này, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử ra đời của series game đình đám này nhé. Còn về Shin Megami Tensei thì hẹn các bạn ở những video sau nha. Ít ai biết rằng phiên bản đầu tiên và có thể được coi là khởi nguồn của series Persona này lại không phải là Persona 1, mà nó lại chính là tựa game Shin Megami Tensei IF, hay thường được mọi người gọi là Persona 0, được phát hành tại Nhật vào ngày 28 tháng 10 năm 1994. Sau khi phát hành Shin Megami Tensei 2, Kazuma Kaneko cùng đội ngũ phát triển Shin Megami Tensei nảy ra ý tưởng: chúng tôi sử dụng các con quỷ trong tựa game của mình, nhưng giờ chúng tôi muốn nó có một cách tiếp cận khác hơn một chút. Sẽ thế nào nếu chúng tôi sử dụng chúng như là những linh hồn hộ mệnh? Và đó là cách mà ý tưởng của Persona ra đời. Chúng tôi gọi chúng là người bảo hộ linh hồn, thế nhưng thực tế chúng là tổ hợp của tất cả những vị thần cũng như quỷ dữ của mọi nền văn hóa. Và thế là 7 tháng sau khi SMT2 ra mắt, SMT-IF ra đời và được phát hành cho hệ máy Super Famicom. Cốt truyện là giả định nếu như thảm họa hạt nhân trong SMT1 không xảy ra thì mọi thứ sẽ như nào. Đây là game đầu tiên trong series SMT giới thiệu hệ thống Guardian, và cũng là game đầu tiên cho người chơi lựa chọn nhiều nhánh cốt truyện khác nhau từ mạnh truyện. Từ mỗi nhánh đó sẽ dẫn đến các kết thúc khác nhau. SMT-IF vẫn giữ gần như toàn bộ lối chơi gốc của SMT 1 và 2, cũng như cơ chế Dungeon Crawling ở góc nhìn thứ nhất. Với mỗi tổ đội gồm 2 nhân vật chính và 4 con quỷ, thêm vào đó, SMT-IF mang đến cho người chơi cơ chế mới, đó là cơ chế chiến đấu chia ô theo hàng trước và sau. Cơ chế này sau này được sử dụng lại ở Persona 1. Qua cơ chế này, những nhân vật đứng ở hàng phía trước sẽ gây nhiều sát thương hơn, còn hàng đằng sau sẽ hứng chịu ít sát thương hơn từ kẻ địch, nhưng đồng thời không thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu tầm gần. Game cũng lần đầu giới thiệu với người chơi một loại vũ khí mới, đó là súng. Để sử dụng súng, bạn phải mua đạn, và số đạn này sẽ hết dần theo thời gian mà bạn sử dụng. Nhưng cơ chế đặc biệt nhất được thêm vào trong SMT-IF đó chính là hệ thống Guardian, mà đã trở thành cảm hứng cho hệ thống Persona sau này. Cơ chế Guardian này được sáng tạo bởi Katsura Hashino, đạo diễn của Persona 3, 4, 5. Với hệ thống Guardian này, mỗi nhân vật là con người sẽ được chỉ định và bảo trợ bởi một Guardian. Những Guardian này sẽ giúp tăng chỉ số cho nhân vật đó. Sau mỗi trận chiến, ngoài việc nhận được điểm kinh nghiệm, người chơi sẽ nhận được Guardian Point. Cũng chính bởi hệ thống Guardian này mà game đã xóa bỏ cơ chế Game Over. Thay vào đó, sau mỗi lần tử trận, bạn sẽ được hồi sinh tại điểm bắt đầu của Dungeon. Và tùy thuộc vào số Guardian Point mà bạn thu thập được, Guardian của bạn sẽ được nâng cấp hoặc hạ cấp. Một thay đổi lớn khác của SMT-IF so với các bản SMT trước là cốt truyện của game thay vì tập trung vào bối cảnh và vấn đề của thế giới, thì giờ đây, cốt truyện của game tập trung và xoay quanh vào nội tâm của mỗi nhân vật. Và đây cũng là game SMT đầu tiên của series lấy bối cảnh là học đường, cũng như cho bạn chọn giới tính của nhân vật chính. 2 năm sau khi SMT-IF được phát hành, SMT Persona ra đời. Cụm từ Persona bắt nguồn từ tiếng Latin nhằm ám chỉ chiếc mặt nạ mà các diễn viên người Roman vẫn thường dùng. Theo khái niệm của nhà tâm lý học Carl Jung, mỗi người trong chúng ta đều mang lên mình những chiếc mặt nạ nhằm che đi nhân cách thật của mình. Phần nhân cách đó chứa đựng cả mặt tốt và mặt xấu, bị chính cái tôi dồn nén lại và không bao giờ nhận biết được. Đó là tất cả những mặt tối của một con người. Chủ đề này đóng vai trò thiết yếu trong cốt truyện của cả dòng game. Persona và Shadow giờ đây được hình thức hóa, mang ngoại hình cùng tên gọi ảnh hưởng nặng từ những câu chuyện thần thoại từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Các Persona được chia thành nhiều phân lớp khác nhau được gọi là Arcana. Mỗi Arcana ứng với một lá bài trong bộ bài Tarot. Persona 1 là game đầu tiên được viết bởi Tadashi Satomi và cũng là game cuối cùng của Atlus được soạn nhạc bởi Hidehito Aoki trước khi ông rời đi vào năm 2002. Hidehito chính là người đã tạo nên nền cảm hứng cũng như tiêu chuẩn cho chất lượng các bản nhạc trong series Persona. Và điều này được các hậu bối sau này của ông tiếp tục duy trì cho các phiên bản game Persona về sau. Persona 1 được phát hành lần đầu tại Nhật Bản vào năm 1996 với cái tên Megami Iboroku Persona Bijochu Mai. Sau này được phát hành ở Bắc Mỹ với cái tên Revelation Persona trên hệ máy PS1
và phiên bản làm lại PSP là Shin Megami Tensei Persona. Trò chơi đưa người chơi vào vai một nam sinh tại trường trung học Hermelin. Và một ngày đẹp trời, cậu cùng nhóm bạn đã rủ nhau chơi trò chơi Persona. Khi trò chơi kết thúc, bóng ma của một bé gái hiện ra, rồi nhóm học sinh bị sét đánh bất tỉnh. Khi bất tỉnh, họ được gặp Philmon, người đã trao cho họ khả năng triệu hồi bản sao nhân cách của mình, hay được gọi là Persona. Đây là game đầu tiên của cả series giới thiệu đến người chơi nhân vật mới là Philmon. Người này đóng vai trò ban cho nhân vật chính sức mạnh triệu hồi Persona xuyên suốt từ phần 1 đến phần 2. Persona 1 lúc này đã thay thế hệ thống Guardian bằng hệ thống Persona, và tất cả thành viên trong nhóm đều có khả năng sử dụng một lúc nhiều Persona thay vì chỉ có mỗi nhân vật chính được sử dụng như vậy trong Persona 3, 4, 5. Cathedral of Shadow, nơi được người chơi sử dụng trong các game SMT để tạo ra các Demon, giờ được thay thế bằng Velvet Room với chức năng tương tự. Một vài thông tin thú vị về Velvet Room là căn phòng này được lấy cảm hứng từ Red Room trong series phim truyền hình Twin Peaks. Tên và màu của căn phòng được lấy ý tưởng từ Blue Velvet. Ngoài ra, tên của các nhân vật trong căn phòng được lấy từ tên nhân vật trong Frankenstein như Igor, Margaret, Theodore. Còn người họa sĩ tạo nên các con quỷ cho người chơi trong căn phòng đó thì được dựa trên Kazuma Kaneko, họa sĩ của SMT và Persona. Hệ thống chiến đấu của game là dạng bàn cờ Grid Base. Các nhân vật và kẻ địch di chuyển trên mỗi ô cờ theo lượt. Người chơi dựa vào tầm đánh và chiến thuật để quyết định điểm đến hoặc tấn công tiếp theo. Khi ở trong ngục, bạn sẽ di chuyển dưới góc nhìn thứ nhất. Nhưng tại một số phòng, game sẽ chuyển sang góc nhìn thứ ba để bạn tương tác với các nhân vật khác. Vài tháng sau khi phát hành tại Nhật, Persona 1 cập bến tại Bắc Mỹ với cái tên Revelation Persona. Thế nhưng thì phiên bản này đã không thực sự thành công do bản dịch tiếng Anh được cho là có chất lượng vô cùng tệ hại. Từ đó kéo theo toàn bộ chất lượng trò chơi bị giảm sút, như việc tạo hình và tên của các nhân vật cùng nhiều địa điểm trong game đã bị thay đổi hoàn toàn theo phong cách mỹ hóa như chúng ta được thấy ở đây. Một vài tên của các Persona bị thay đổi hoặc là bị dịch sai. Cùng với đó, phần cốt truyện thứ hai là Snow Queen Quest đã bị loại bỏ hoàn toàn. Dù không thành công ở thị trường Bắc Mỹ, thế nhưng Persona 1 là tựa game Persona bán chạy nhất trong cả series cho đến khi bị xoán ngôi bởi Persona 5. Và đây cũng là phiên bản đầu tiên đặt nền móng vững chắc cho cả series. Đây là game đầu tiên có sự tham gia của nhà soạn nhạc đại tài Shoji Meguro, người đã tạo ra bản nhạc nền cho Velvet Room, một bản nhạc biểu tượng của cả series. Cùng với đó, Persona 1 cũng là game đầu tiên Shigenoru Shojima được thuê về và làm việc dưới sự chỉ đạo của Kazuma Kaneko. Sau này, Shojima trở thành họa sĩ chính thức của series kể từ phiên bản 3 trở đi. Nhờ sự thành công của Persona 4 trên PS2, vào năm 2009, Atlus đã remake lại phần game này trên hệ máy PSP với bản dịch lại hoàn toàn khác. Các đoạn cắt cảnh được cải thiện chất lượng, giao diện tối ưu hơn, một số tinh chỉnh trong cân bằng game và đặc biệt là phần âm nhạc hoàn toàn mới được thực hiện bởi Shoji Meguro. Sau sự thành công của Persona 1, Persona 2 ra đời với hai phần game là Innocent Sin và Eternal Punishment, được phát hành cho hệ máy PS1 vào năm 1999 và 2000. Theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là phần game hay nhất của cả series. So với phiên bản đầu tiên, bản dịch của phần 2 này khá hơn đáng kể. Điều này đã giúp cải thiện trò chơi rất nhiều. Thật không may, Persona 2 khi phát hành tại Bắc Mỹ lại không phải là một phiên bản hoàn chỉnh, khi mà chỉ có phần 2 Eternal Punishment được phát hành. Phần 1 của trò chơi với cái tên Innocent Sin đã không được phát hành vì nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là do có liên quan đến Hitler. Tuy nhiên, sau sự thành công của bản làm lại Persona 1 trên PSP, Persona 2 Innocent Sin đã được làm lại trên PSP với nhiều nội dung cùng các scene mới được thêm vào. Bản làm lại này được phát hành trên toàn thế giới vào năm 2011. Chương đầu Innocent Sin kể về Tatsuya, một học sinh trầm tính, ít nói của trường trung học Seven Sisters. Innocent Sin mở đầu bằng hàng loạt các sự kiện quái dị diễn ra trong thành phố, khởi nguồn từ những tin đồn và nhanh chóng lan rộng trở thành một dịch bệnh tại các trường học. Các học sinh trong trường truyền tai nhau rằng có một thế lực siêu nhiên xuất hiện dưới hình hài của một tên hề với cái tên Joker. Người ta có thể triệu hồi hắn thông qua một số nghi thức bằng điện thoại di động, và hắn có khả năng biến mọi mong muốn của người triệu hồi thành sự thực. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong hình hài và sức mạnh mà ai cũng mong muốn đó, Joker đang che giấu một sự thật vô cùng nham hiểm. Tatsuya cùng nhóm bạn của mình
vô tình bị cuốn theo những sự kiện này và buộc phải tìm ra câu trả lời cho bí ẩn đó. Chương kế tiếp, Eternal Punishment lấy mốc thời gian một vài tháng sau các sự kiện trong Innocent Sin. Bạn sẽ theo chân Maya Amano, một nhà báo trẻ trong thành phố và là một trong những nhân vật chính ở Innocent Sin. Vẫn là những tin đồn tương tự, như lần này, Joker sẽ giết bất kỳ ai được yêu cầu. Trong quá trình tìm hiểu về Joker, Maya cùng Ulala, bạn của cô, và Katsuya, anh trai của Tatsuya, đã chạm mặt hắn. Khi bị dồn đến đường cùng, họ đã vô tình đánh thức sức mạnh persona của mình. Trong lúc bất tỉnh, họ đã gặp Philemon và được giao nhiệm vụ giải cứu Zisai cũng như tiêu diệt Joker. Persona 2 vẫn giữ nguyên lối chơi cốt lõi từ phần 1, tuy nhiên đã được cải tiến đáng kể. Đầu tiên là việc game loại bỏ hoàn toàn góc nhìn thứ nhất, mà thay vào đó, toàn bộ trò chơi sẽ có góc nhìn từ trên xuống. Hệ thống chiến đấu giờ sẽ cho phép nhân vật giao tiếp và đàm phán với các con quỷ bạn đụng độ. Từ đó, bạn có thể có được các vật phẩm cùng các lá bài Tarot. Một cơ chế khác là cơ chế Fusion Spell, cho phép hai hoặc nhiều persona cùng thi triển những chiêu thức kết hợp vô cùng đẹp mắt. Một điểm cải tiến nữa trong gameplay chính là yếu tố tin đồn. Câu chuyện trong Persona 2 chủ yếu xoay quanh các tin đồn, và một tin đồn có thể trở thành sự thực nếu có đủ người tin vào chúng. Bạn có thể lan truyền một tin đồn thu thập được trong quá trình trò chơi và biến chúng thành sự thực. Nhờ việc này, nhiều cửa hàng, side quest cũng như dungeon và cốt truyện mới sẽ được mở khóa. Cũng chính nhờ gameplay, cốt truyện cùng âm nhạc lôi cuốn mà phần game này đã được nhiều người cho là phần game hay nhất của cả series. Vào năm 2006, Persona 3 ra mắt và đây chính là một cột mốc lớn của cả series khi mà Persona 3 đã đem đến cho series một lối chơi hoàn toàn mới và được coi là chuẩn mực của các tựa game Persona sau này. Cùng với đó, đây cũng chính là tựa game đã giúp cả series nổi tiếng và phổ biến trên toàn thế giới. Câu chuyện trong Persona 3 kể về một nhóm học sinh sở hữu năng lực triệu hồi Persona và họ sử dụng khả năng này để chiến đấu với những con quái vật được gọi là Shadow. Cùng với đó, họ phải tìm ra bí ẩn đằng sau Dark Hour. Để có được lối chơi như chúng ta thấy hiện nay, ít ai biết rằng phiên bản beta của Persona 3 đã từng rất khác so với hiện tại. Điều đầu tiên là tạo hình của các nhân vật chính như các bạn thấy ở bản vẽ dưới đây. Cùng với đó, thông qua artwork này, ta có thể thấy dự định ban đầu Persona 3 sẽ vốn dĩ cho ta lựa chọn giới tính của nhân vật chính. Như trong hình, bạn sẽ thấy hình ảnh của hai phiên bản nhân vật chính là nam và nữ. Nhưng không biết vì một lý do gì mà điều này đã bị loại bỏ hoàn toàn khi game được phát hành. Và yếu tố này lại được thêm vào ở phiên bản làm lại cho PSP là Persona 3 Portable. Hơn cả, gameplay ở bản beta này đã vô cùng khác. Thông qua video này ta được thấy rằng, tại bản beta, hệ thống combat có phần hơi giống phần 1 và 2 với góc nhìn từ trên xuống, không như bây giờ. Ở phía góc của menu, các bạn sẽ thấy có chữ gun, nghĩa là theo dự định thì trong Persona 3, người chơi vẫn có thể sử dụng súng làm vũ khí như hai phiên bản trước. Sau nhiều quá trình thay đổi thì bản game cuối cùng có lối chơi hết sức yêu việt như chúng ta thấy bây giờ. Đây là game đầu tiên mang đến cho người chơi yếu tố quản lý thời gian cũng như dating sim. Trong Persona 3, ngoài việc khám phá các dungeon thì giờ đây, người chơi sẽ phải dành thêm thời gian trong ngày để cải thiện và tạo lập các mối quan hệ quanh mình qua hệ thống social link. Không chỉ vậy, ngoài các chỉ số hỗ trợ chiến đấu ra thì giờ đây người chơi còn có 3 chỉ số khác nhằm hỗ trợ các mối quan hệ hoạt động thường ngày, đó chính là Academic, Courage, Charm. Một cơ chế khác nhằm tăng tính chiến thuật và sự hấp dẫn trong mỗi trận đánh chính là cơ chế thêm lượt. Qua cơ chế này, nếu bạn đánh trúng điểm yếu của đối phương thì chúng sẽ bị knockdown, đồng thời bạn cũng sẽ được thưởng thêm một lượt và khi tất cả các kẻ địch đều ở trạng thái knockdown cùng một lúc, cả đội của bạn sẽ có thể úp sọt chúng bằng một đòn all-out attack. Một điều quan trọng là không chỉ có bạn được thêm lượt mỗi khi đánh trúng weak point của kẻ địch, mà ngay cả kẻ địch cũng có thể làm điều đó khi đánh trúng weak point của bạn. Nhờ hệ thống này mà tính chiến thuật trong Persona được đẩy lên cao hơn. Nhờ sự thành công vang dội của Persona 3 mà sau này nhiều sản phẩm ăn theo và nhiều hộ bản đã ra đời. Vào năm 2007, phiên bản hoàn thiện Persona 3 Fest ra đời cho hệ máy PS2, mang đến cho người chơi nhiều Persona mới, các scene mới, cùng với đó là một phần cốt truyện mới, The Answer. Đến năm 2009, phiên bản dành cho hệ máy PSP là Persona 3 Portable được phát hành, đem đến cho người chơi lựa chọn nhân vật chính mới là nữ. Sau thành công vang dội của Persona 3, Atlus ngay lập tức làm phần tiếp theo là Persona 4 và phát hành cho hệ máy PS2 vào năm 2008. Một lần nữa, tựa game này nhanh chóng trở thành cú hit của thể loại JRPG và nằm trong top những game JRPG xuất sắc nhất tại thời điểm đó.
Bản hoàn thiện của tựa game này là Persona 4 Golden, được phát hành cho PS Vita vào năm 2012. Và mới đây, phiên bản này đã được port lên PC rồi nhanh chóng trở thành top sell trên Steam. Chủ đề chính của Persona 4 xoay quanh các sự thật, đó là những sự thật ẩn sâu trong mỗi con người, những góc khuất xấu xa mà không một ai trong chúng ta muốn bộc lộ, cũng như sự thật đằng sau những vụ án bí ẩn trong game. Persona 4 được bắt đầu phát triển ngay sau khi Persona 3 ra mắt. Tham gia đội ngũ phát triển là rất nhiều thành viên mới, đồng thời họ cũng là fan của Persona 3. Công việc của họ bây giờ là tập trung tìm ra cách để phần game mới này có thể kế thừa những tinh túy của phần game trước, đồng thời khiến nó tốt hơn, cải tiến hơn. Một việc khiến các nhà phát triển đau đầu chính là lối dẫn chuyện trong game. Việc này đã ngốn của họ rất nhiều thời gian và tâm huyết khi họ muốn tạo ra một câu chuyện gay cấn, hồi hộp với nhiều plot twist nhất có thể. Cùng với đó là cách lồng ghép vào cốt truyện chủ đề, cách một người tiếp nhận thông tin từ phương tiện truyền thông một cách hợp lý. Họ cảm thấy rất vui khi được tạo nên một kịch bản giống như trong các tiểu thuyết trinh thám bí ẩn. Thế nhưng, họ không có kinh nghiệm làm việc trên một cốt truyện như vậy trước đó. Vì vậy, họ đã điều chỉnh cốt truyện rất nhiều lần. Đến khi trò chơi hoàn thành, một trong những nhân vật phản diện đã thay đổi giữa quá trình phát triển. Do thiết kế nhân vật đã được thực hiện trước khi câu chuyện thay đổi. Vì vậy, thiết kế của anh ta trong game không phản ánh sự thật rằng anh ta là một nhân vật phản diện. Không giống như tựa game trước, giới hạn thời gian của Persona 4 cho mỗi dungeon bị ảnh hưởng bởi thời tiết trong game. Các nhà phát triển đã làm điều này với niềm tin rằng một hệ thống như vậy sẽ tạo cảm giác cấp bách vì người chơi sẽ không biết khi nào sương mù gây sát thương sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, khi họ triển khai nó trong game, người chơi có xu hướng ưu tiên điều tra hầm ngục lên hàng đầu. Tâm lý của họ là, nếu tôi không biết khi nào sương mù xuất hiện, tôi nên hoàn thành hầm ngục càng sớm càng tốt. Do đó, việc khám phá các hầm ngục và xây dựng social link giữa các nhân vật vốn quan trọng như nhau đã trở nên hoàn toàn tách biệt và mất cân bằng. Vì vậy, họ đã cố gắng bù đắp điều này bằng cách điều chỉnh thời tiết, thông điệp trong trò chơi và diễn biến câu chuyện. Việc đó tạo ra một khối lượng công việc lớn khổng lồ mà họ không hề mong muốn. Sau nhiều năm vắng bóng thì vào năm 2013, Atlus tung ra một đoạn teaser về Persona 5. Tuy đoạn teaser này chỉ dài 1 phút, thế nhưng nó đã làm cho cộng đồng game thủ vô cùng hưng phấn. Persona 5 được phát triển bởi P-Studio, một studio con của Atlus được chỉ đạo bởi đạo diễn kiêm nhà sản xuất trò chơi Katsura Hashino. Cùng với Hashino, những cựu nhân viên khác, những người đã góp phần tạo nên thành công cho các tựa game Persona trước đây cũng quay trở lại. Như Shigenoru Shojima sẽ đóng vai trò thiết kế nhân vật, nhạc sĩ Shoji Meguro sẽ chỉ đạo phần soạn nhạc. Quá trình chuẩn bị và lên dự án phát triển trò chơi diễn ra cùng lúc Persona 4 được phát triển và chính thức đi vào giai đoạn phát triển là vào năm 2012, lúc Catherine được ra mắt. Trò chơi được dự kiến sẽ được phát hành vào cuối năm 2014, nhưng sau đó đã bị delay đến năm 2016 với lý do các hình ảnh 2D trong game phải vẽ lại hoàn toàn. Cũng do việc delay này mà yếu tố lựa chọn giới tính trong game đã bị loại bỏ. Persona 5 sở hữu nền đồ họa tiên tiến và đẹp mắt hơn, với thiết kế nhân vật khá giống với game Catherine nhưng sử dụng engine mới. Gameplay trong Persona 5 ngoài việc giữ lại các yếu tố cốt lõi cùng hệ thống quản lý thời gian, thì giờ đây game còn cho ta nhiều yếu tố cải tiến hơn. Ở Persona 5, sau khi nhân vật chính xây dựng được mối quan hệ với các thành viên trong nhóm, sẽ mở khóa chức năng Pattern Pass trong các trận đánh. Chức năng này cho phép người chơi chọn trực tiếp một nhân vật khác để thực hiện lượt đánh sau mỗi đòn chí mạng. Cùng với các dungeon ở mạch cốt truyện chính, thì giờ game bổ sung các dungeon phụ được gọi là Mementos. Ngoài ra, yếu tố lén lút cũng được thêm vào trong game qua việc khám phá các dungeon. Trong khi điều tra dungeon, cả nhóm sẽ phải hành động một cách lén lút để lẩn tránh kẻ địch. Và một số khu vực có các câu đố thì có thể được giải bằng cách sử dụng khả năng nhìn thấu, được gọi là con mắt thứ ba. Chức năng này làm nổi bật các đối tượng có thể tương tác. Khi khám phá các cung điện, cấp độ an ninh sẽ xuất hiện. Nếu nhóm bị phát hiện hoặc chạy trốn trong trận đánh thì cấp độ an ninh này sẽ tăng lên. Nếu cấp độ an ninh này đạt 100% thì cả nhóm buộc phải rời khỏi cung điện. Cấp độ an ninh này có thể được hạ xuống bằng cách phát động các cuộc tấn công bất ngờ và tiêu diệt kẻ địch. Ngoài ra, hai yếu tố đã bị loại bỏ trong Persona 3 và 4 là yếu tố thương lượng với quái vật cũng như khả năng sử dụng súng bây giờ đã được quay trở lại trong phiên bản lần này. Với những cải thiện và thay đổi tích cực đó, sau khi ra mắt, Persona 5 đã nhận được vô vàn lời khen từ giới phê bình cũng như cộng đồng game thủ. Trò chơi được cho là một trong những game nhập vai hay nhất mọi thời đại và nhận về cho mình vô số giải thưởng. Tính cả phiên bản Royal thì game đã bán được tổng cộng 4,6 triệu bản, trở thành tựa game bán chạy nhất của cả dòng game Megami Tensei.
Những thông tin kể trên đã khép lại video về lịch sử ngành game của Phê Game tuần này. Các bạn muốn biết thêm về sự ra đời của game nào tiếp theo? Hãy cho chúng mình biết ý kiến của các bạn ở phía dưới phần comment nhé. Còn nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe cho Phê Game. Mình là Minh, xin chào và hẹn gặp lại cho các video lần sau của Phê Game. Bye bye!